Cha Giang và kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới video này. Và không để quý vị chờ đợi lâu, sau đây sẽ là những tin tức nóng nhất trong ngày. Kinh hoàng làm giả, từ bằng đại học tới thẻ ngành. Kính thưa quý vị, đối tượng cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ được xác định là Hà Đình Khương, 33 tuổi, bất ngờ ập vào căn nhà trên đường Phan Anh, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng nghìn chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ ngành công an giả. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với Khương, đối tượng thừa nhận làm giả tất cả giấy tờ cá nhân, bằng cấp cho những người có nhu cầu. Các loại giấy tờ đơn giản như chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, bằng lái, hộ chiếu, Khương lấy giá khoảng 1 triệu đồng. Các loại thẻ căn cước, thẻ ngành, bằng nhựa giá cao hơn. Để tìm khách hàng, Khương thông qua nhiều đầu mối, quảng cáo trên mạng xã hội và cam kết sản phẩm của mình, nhìn mắt thường không thể phát hiện đồ giả. Vụ việc đang được mở rộng điều tra. Thời gian qua, lực lượng công an đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây làm giả giấy tờ. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tạm giữ Phạm Hoài Thanh, Nguyễn Tấn Linh, Phạm Văn Đoàn để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Những người này tuổi từ 26 đến 31, quê nhiều địa phương nhưng cùng ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh, đã câu kết thành một đường dây chuyên cung cấp các loại giấy tờ giả cho người có nhu cầu khắp cả nước. Chiều ngày 9 tháng 6, các trinh sát đội cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Khê với sự hỗ trợ của Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ập vào căn nhà trong con hẻm ở quận Bình Tân, bắt khẩn cấp Thanh. Qua khám xét, công an đã thu giữ 29 giấy tờ bản gốc và 54 bản sao, y đều là giả. Những giấy tờ giả này gồm bằng tốt nghiệp đại học, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ ngành công an nhân dân. Đặc biệt, công an phát hiện có 4 thẻ ATM mang nhiều tên khác nhau của các ngân hàng. Các thẻ ATM này đều được Thanh làm giấy chứng minh nhân dân giả rồi đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Tiếp tục khai thác, công an bắt giữ thêm Nguyễn Tấn Linh tại nơi người này sinh sống, phường 5, quận Bình Tân. Qua điều tra, công an xác định Linh là mắt xích quan trọng, chuyên lấy xỉ các loại giấy tờ từ Phạm Văn Đoàn nên đã bắt giữ Đoàn. Tại nơi Đoàn sống, phường An Phú Đông, quận 12, 41 con dấu tròn của các cơ quan, tổ chức, 240 giấy tờ giả các loại, trong đó có một thẻ nhà báo được phát hiện. Tại công an, Thanh và Linh khai nhận là bạn thân học chung từ nhỏ. Cả hai vào thành phố Hồ Chí Minh làm nghề giao hàng. Linh phát hiện Đoàn chuyên bán các giấy tờ giả và có thu nhập cao nên xin tham gia làm chân rết. Thanh và Linh sau đó lập các tài khoản trên mạng xã hội để giao bán giấy tờ giả. Ngoài ra, cả hai còn tìm kiếm các chân rết phía dưới để bán với giá xỉ, kiếm chênh lệch. Điều tra bước đầu, nhóm Đoàn, Linh, Thanh đã bán nhiều loại giấy tờ giả và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Mới đây nhất là sự việc giả mạo trong công tác tại trường Đại học Đông Đô khiến nhiều người quan tâm. Theo kết luận điều tra, lợi dụng sơ hở, thiếu sót của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2, bị can Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Đông Đô, hiện đang bỏ trốn và đồng phạm đã tuyển sinh và cấp bằng cho hàng trăm trường hợp mà không cần phải học. Căn cứ tài liệu thu giữ được, cơ quan điều tra xác định Đại học Đông Đô đã cấp bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh cho 626 trường hợp, nhưng chỉ 216 trường hợp có thông tin để xác minh. Kết quả xác minh xác định, trong số 216 trường hợp nêu trên, có tới 193 người được cấp bằng không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc không đủ điều kiện để cấp bằng. 23 người có tham gia học tập tại các cơ sở, nhưng do Đại học Đông Đô chưa được cấp phép đào tạo văn bằng 2, nên số bằng đã cấp cho những người này không có giá trị. Đối với 193 người được Đại học Đông Đô cấp bằng giả, có 60 người đã sử dụng bằng. Đáng chú ý, có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ, một trường hợp làm điều kiện bảo vệ thạc sĩ, một trường hợp thi nâng ngạch thanh tra viên, một trường hợp thi tuyển công chức 2, hai trường hợp kê khai vào hồ sơ cán bộ. Sau vụ việc trên, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố các bị can
Dương Văn Hòa, nguyên hiệu trưởng trường đại học Đông Đô, Trần Kim Oanh, nguyên phó hiệu trưởng, Lê Ngọc Hà, phó hiệu trưởng, Trần Ngọc Quang, phó trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên, Phạm Vân Thùy, cán bộ nhà trường cùng 5 người khác. Hà Nội, hạn chế sự kiện đông người, lễ hội. Kính thưa quý vị, chiều tối ngày 10 tháng 1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận thêm một ca mắc mới, ca bệnh thứ 1514 là người nhập cảnh và được cách ly ngay. Cả nước đã có 1.361 người mắc dịch được điều trị khỏi bệnh. Trong số bệnh nhân mắc dịch đang điều trị có 25 người đã âm tính với virus. Trước tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, Thành ủy Hà Nội đã có công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn Hà Nội. Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của thành phố. Các cấp ủy chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như siêu thị, nhà ga, sân bay, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Bộ Công an tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép hoặc không kiểm soát để gây ra lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Đặc biệt, Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội, có giải pháp phòng chống dịch đối với các khu phố đi bộ, các khu vui chơi tập trung đông người, quản lý chặt chẽ các khu chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke, vũ trường. Thực hiện việc kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định. Không thể đem học sinh làm chuột bạch. Kính thưa quý vị, vì sao chúng ta liên tục cải cách giáo dục mà dường như vẫn chưa tìm ra lối thoát? Tầm nhìn của cải cách như thế nào mà sớm phải thay đổi đến vậy? Những hạt sạn trong bộ sách Cánh Diều, thời gian qua, trên khắp trang mạng xã hội, các báo chí chính thống đề cập rất nhiều, với nhiều quan điểm khác nhau. Chính phủ đã chỉ đạo phải sửa chữa bộ sách, nhưng chưa ai tính đếm được hết những thiệt hại mà học sinh và giáo viên phải chịu trong thời gian qua, từ việc chạy đuổi chương trình mới đến những sức ép tâm lý nặng nề xung quanh bộ sách. Nhìn rộng hơn, các câu hỏi đặt ra lúc này là vì sao chúng ta liên tục cải cách trong giáo dục mà dường như vẫn chưa tìm ra lối thoát? Tầm nhìn của cải cách như thế nào mà sớm phải thay đổi đến vậy? Đặc biệt, vì sao công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại thực hiện tới 40 năm, trong khi đó chương trình cải cách lần này thực nghiệm chưa đầy năm, chưa đủ rộng đã được đem ra sử dụng đại trà? Hội đồng thẩm định có quyền hạn đến đâu mà những ý kiến của họ không được tuân thủ? Và đằng sau tất cả nội dung trên, liệu có gì ẩn khuất phía sau không? Nói về phản ứng mạnh mẽ, trái chiều của dư luận, chắc chắn các lần thay đổi, cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo không thể so sánh với bộ sách công nghệ giáo dục của giáo sư, tiến sĩ Hồ Ngọc Đại. Bởi giáo sư Đại đưa ra chương trình quá khác biệt so với những bộ sách giáo khoa trước đó. Từ ngay cách đánh vần của học sinh lớp 1 đến quan điểm giáo dục. Trong khoảng 40 năm tồn tại của mình, chương trình này chưa lúc nào ngừng gây tranh cãi, nhiều khi rất gay gắt. Nhưng đáng chú ý là nó ngày càng phủ rộng hơn, đến 48 tỉnh thành phố. Nhưng dù vậy, nó vẫn chỉ là thực nghiệm. Đúng một cái, chương trình thực nghiệm sớm bị loại khỏi vòng đua vào chương trình cải cách mới lần này. Dù rằng, từ năm 2006 đến nay, chương trình công nghệ giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa trở lại với vai trò là giải pháp tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh vùng khó khăn, cứu vãn tình trạng sa sút về chất lượng dạy học tiếng Việt. Mặc cho nhiều người đã thành danh, nổi tiếng trên thế giới, từng học chương trình của giáo sư Đại đã ca ngợi, ủng hộ hết mình. Trong bài, chúng tôi không dám lạm bàn đúng sai về chương trình của giáo sư Đại. Nhưng một câu hỏi cần đặt ra, vì sao trong hàng chục năm trời đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo để chương trình này mãi là thử nghiệm? Vì lẽ gì mà không thể sớm kết luận đúng sai?
Cải cách lần này, do đại dịch COVID-19, việc thực nghiệm đã bị thu hẹp cả về quy mô cũng như thời gian, khiến sạn còn nhiều cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chương trình này có cấp bách tới mức buộc phải đưa vào giảng dạy ngay niên khóa 2020-2021 dù quá trình thực nghiệm chưa được đủ rộng, đủ sâu. Nếu so sánh, một chương trình thực nghiệm cho bộ sách công nghệ giáo dục dài trên 40 năm và chương trình cải cách lớn đang được thực hiện cho thấy, về mặt tổng quan, có cái gì đó rất không ổn và thiếu công bằng. Nhìn lại quá trình cải cách, mỗi lần là một tham vọng. Chỉ riêng thay đổi toàn bộ sách giáo khoa, trung bình 20 năm một lần. Vấn đề đặt ra, khoa học thay đổi nhanh chóng, việc học cũng phải thay đổi. Nhưng có cần phải thay đổi toàn bộ sách giáo khoa hay không? Bởi nhiều môn như toán, sinh, hóa, lý, sử địa, có cần phải cải cách? Bởi nhiều môn như toán, sinh, hóa, lý, sử địa, có cần phải cải cách hay chỉ cần sửa chữa, cập nhật thêm? Và vì sao dư luận chỉ lên tiếng về những lỗi của bộ sách cánh diều mà chưa thấy ồn ào những hạt sạn của những bộ sách khác? Liệu có không một chiến dịch bẩn nhằm cạnh tranh không lành mạnh với bộ sách cánh diều như một số ý kiến đưa ra? Đáng chú ý, trong 5 bộ sách được phép phát hành thì 2 bộ sách được lựa chọn nhiều nhất tranh nhau cũng không nhiều, 32% bộ sách cánh diều và 28% bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Riêng tôi tin rằng nếu có những ai muốn làm chuyện bẩn này cũng không dễ. Bởi mạng xã hội là diễn đàn công khai, minh bạch và các chuyên gia, các bậc phụ huynh đủ thông minh để không dễ mắc vào vòng xoáy của bất cứ thế lực nào. Đồng thời, tại sao ý kiến của hội đồng thẩm định góp ý cho bộ sách cánh diều cơ bản giống với những nội dung mà dư luận phê phán lại không được nhóm biên soạn tiếp thu? Tất nhiên, những người làm bộ sách này có quyền bảo lưu quan điểm, cũng như nhóm của giáo sư Đại đã bảo lưu quan điểm của mình, để rồi buộc phải rời cuộc chơi. Đáng lưu ý là, sau khi được cộng đồng xã hội, các chuyên gia phân tích, song các tác giả bộ sách cánh diều vẫn còn bao biện cho đến khi chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sửa. Do đó, vai trò, quyền hạn của hội đồng thẩm định đến đâu khi ý kiến của mình không được tiếp thu hoặc có không sự nể nang, né tránh lẫn nhau. Mặt khác, có nên không khi một vị giáo sư vừa là tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới vừa đứng vai trò chủ biên bộ sách cánh diều, bởi như vậy sẽ rất khó phán xét công minh giữa các bộ sách phải cạnh tranh với nhau khi vào vòng đua. Bộ sách của vị này lại lỗi nhiều nhất đến thời điểm này, khiến dư luận có quyền nghi ngại, lo lắng. Cựu giám đốc xí nghiệp Tây Đô tham ô hơn 20 tỷ. Kính thưa quý vị, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 9 đã có cáo trạng truy tố các bị can trong vụ tham ô tài sản hơn 20 tỷ đồng xảy ra tại xí nghiệp Việt Nam Tây Đô. Xảy ra tại xí nghiệp Tây Đô trực thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên 622 Quân khu 9. Các bị can gồm Nguyễn Văn An, 63 tuổi, cựu giám đốc xí nghiệp Tây Đô, bị truy tố tội tham ô tài sản và đưa hối lộ. Truy tố bị can Tạ Thanh Hoàng, 35 tuổi, cựu phó giám đốc xí nghiệp về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản và đưa hối lộ. Đồng thời truy tố bị can Đinh Thị Trà My, 35 tuổi, cựu kế toán trưởng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2016, Nguyễn Văn An cấp bậc trước khi phạm tội là thượng tá, với vai trò là giám đốc xí nghiệp Tây Đô, được công ty 622 giao nhiệm vụ thi công 2 gói thầu hạng mục san nền bằng cát và sơn đường bê tông thuộc dự án doanh trại và dự án xây dựng kho chuyên dụng. Trong quá trình thi công, An đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý bằng cách thông qua việc ký hợp đồng với doanh nghiệp Đại An do vợ An là Đào Thị Hồng Phượng đứng tên, và công ty Thu Trang đã chuyển tiền cho các doanh nghiệp này, sau đó rút tiền mặt ra một phần dùng vào việc thi công, số còn lại An chiếm đoạt. Để thực hiện ý định trên, An đã chỉ đạo Tạ Thanh Hoàng, đại úy và Đinh Thị Trà My, thượng úy ký các biên bản báo giá, thẩm định, nghiệm thu khối lượng, biên bản thanh lý hợp đồng, hợp thức giữa xí nghiệp Tây Đô và doanh nghiệp Đại An.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp Đại An, bị can An trực tiếp đi tìm đối tác thứ ba là doanh nghiệp Trung Nghĩa và công ty Kiến Minh Cửu Long để thi công với giá thấp hơn. Sau đó, ký hợp đồng với công ty Thu Trang với giá cao hơn. Đồng thời, công ty Thu Trang ký với đối tác thứ ba đã chốt giá thì thi công là Trung Nghĩa và công ty Kiến Minh Cửu Long để chiếm đoạt số tiền chênh lệch giữa các hợp đồng. Trong đó, hợp đồng thi công san lấp mặt bằng. Ban chỉ huy quân sự huyện Mang Thít, bị can An đã chỉ đạo Hoàng lập hai hợp đồng với mức giá khác nhau giữa xí nghiệp Tây Đô và công ty Thu Trang, giữa công ty Thu Trang và công ty Kiến Minh Cửu Long. Bên cạnh đó, bị can An còn chỉ đạo Hoàng đưa hối lộ 100 triệu đồng cho Trung Quốc Thái, giám sát viên công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang để Thái ký xác nhận khống khối lượng thi công. Qua đó, An chiếm đoạt 20,1 tỷ đồng tiền ngân sách. Đối với những người liên quan là bà Đào Thị Hồng Phượng, Viện Kiểm soát Quân sự Quân khu 9, nhận định mặc dù Phượng đứng tên giám đốc doanh nghiệp Đại An, nhưng thực hiện mọi hoạt động điều hành quản lý kinh doanh đều do Nguyễn Văn An trực tiếp thực hiện. Bà Phượng không biết gì về hoạt động kinh doanh, không biết làm các thủ tục rút tiền, chuyển khoản. Việc bà Phượng ký vào các hợp đồng, biên bản của doanh nghiệp Đại An đều do An yêu cầu. Phượng không biết chồng mình chiếm đoạt tài sản, do vậy chưa đủ căn cứ chứng minh vai trò đồng phạm của Phượng. Khi ký hợp đồng với công ty Thu Trang, An nói với bà Lê Thị Mụi, giám đốc công ty Thu Trang, là tiền chênh lệch giữa các hợp đồng để chi vào việc ngoại, giao tiếp khách, lo cho công trình sớm hoàn thành. Bà Mụi không biết An chiếm đoạt nên không đủ căn cứ để xử lý Mụi hành vi đồng phạm với An. Ngoài ra, bà Mụi được An nhờ ký hợp đồng khoán việc với doanh nghiệp Đại An nhằm mục đích tổng hợp xuất 5 hợp đồng giúp doanh nghiệp Đại An sau khi bị công ty 622 kiểm tra, cũng như ký 10 hợp đồng giữa xí nghiệp Tây Đô và công ty Thu Trang. Bà Mụi đã xuất các hóa đơn từ các hợp đồng này. Tuy nhiên, kết quả giám định của Cục Thuế Cần Thơ cho thấy công ty Thu Trang có kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định đối với 40 hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho xí nghiệp Tây Đô. Vì vậy, Viện Kiểm sát Quân sự nhận định chưa có đủ căn cứ xử lý bà Mụi về tội trốn thuế hoặc mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đối với Trung Quốc Thái có hành vi nhận 100 triệu đồng để ký khống các chứng từ xác nhận đơn vị thi công đã thi công, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 9 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái về tội nhận hối lộ. Do bị can bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Thái và quyết định tách vụ án nhận hối lộ ra để điều tra. Khi nào bắt được Thái sẽ xử lý sau. Cần xử lý những vị băm nát quy hoạch Hà Nội. Kính thưa quý vị, một số vị có trọng trách ở Hà Nội của những nhiệm kỳ gần đây không chỉ quy hoạch băm nát mà còn băm nát quy hoạch đã được phê duyệt. Mấy năm qua, một số bộ trưởng, thứ trưởng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố bị kỷ luật nặng, thậm chí bị xử lý hình sự bởi những chỉ đạo bán đất, bán công sở, bán dự án. Tuy nhiên, những vụ án này dù gây thất thoát ngân sách rất lớn nhưng vẫn còn khả năng thu hồi và làm lại. Nhưng nếu quy hoạch bị băm nát, bị điều chỉnh theo hướng phá nát thì hầu như chỉ còn giải pháp chữa cháy. Do đó, những quy hoạch bị băm nát, đặc biệt là các đô thị lớn, thì tác hại khôn lường về vật chất và nghiền nát niềm tin mong manh của người dân vào chính quyền. Vậy nhưng, dư luận chưa thấy bóng dáng một vị nào bị kỷ luật vì băm nát quy hoạch đô thị. Phải chăng tổn thất vì băm nát quy hoạch chưa đo đếm được hàng trăm tỷ, nghìn tỷ đồng như các vụ án khác? Hà Nội là ví dụ điển hình cả về quy hoạch bị băm nát và băm nát quy hoạch đã được phê duyệt. Những ngày gần đây, truyền thông đưa tin việc Hà Nội tiếp tục thi công mở rộng, hoàn thiện các tuyến đường vành đai. Thực tế cho thấy, chưa bao giờ Hà Nội tiến hành cấp tập việc mở rộng các con đường vành đai từ vành đai 1 cho đến vành đai 4, 5 như hiện nay. Cũng chưa bao giờ các cầu vượt tạm được xây dựng cấp tốc nhanh như hiện nay và quy mô của các cây cầu này ngày càng lớn. Cũng chưa bao giờ việc xây thêm các cây cầu bắc qua sông Hồng nối với các vùng được giáo diết thực hiện như hiện nay. Nhưng đáng tiếc là giao thông của Hà Nội không những không được cải thiện mà ngày càng ách tắc trầm trọng hơn. Vậy vì đâu nên nỗi? Một trong những nguyên nhân quan trọng
như cựu chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói. Giờ chúng ta phải trả giá vì đã làm quy hoạch băm nát Hà Nội. Nói như ông Chung, có những khu đất 5-7 hectare cũng bị băm ra cho 2-3 chủ đầu tư. Nhưng quan ngại hơn, không chỉ quy hoạch băm nát mà một số vị có trọng trách ở Hà Nội trong những nhiệm kỳ gần đây đã băm nát quy hoạch đã được phê duyệt. Một số vị có thẩm quyền ở Hà Nội đã xé toang những quyết định của chính mình và của những người tiền nhiệm. Trước đó, nhằm đảm bảo hài hòa giữa dân số và hạ tầng kỹ thuật, Hà Nội từng ra quyết định rất hợp lòng dân. 4 quận nội thành cũ không được xây nhà cao tầng. Nhưng rồi ngay sau đó, và những thế hệ lãnh đạo gần đây, mắt nhắm mắt mở, vẫn phê duyệt xây những nhà cao tầng mà lại cao ngất luôn. Thậm chí khu triển lãm Giảng Võ, trung tâm của trung tâm Hà Nội, còn được phê duyệt xây dựng 3 tòa nhà cao 50 tầng. Vậy mà, có vị lãnh đạo Hà Nội, tôi xin không nhắc tên, vì vị đó đang xa cơ lỡ vận, vẫn cam đoan rằng sau khi điều chỉnh lại đường xá, giao thông khu vực Giảng Võ vẫn lưu thông bình thường. Hoặc như những ngày mới thành hình, khu đô thị Linh Đàm xứng đáng tên gọi là kiểu mẫu, nhưng rồi rất nhiều quỹ đất công cộng với mục đích làm các nhà văn hóa, sân thể thao bị biến thành các chung cư, gồm các chung cư 40 tầng san sát nhau. Và trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu mới mở nhằm kết nối trung tâm với phía tây nam của thủ đô đã sớm tan thành mây khói, khi 2 km đoạn đường mới mở phải gánh ngay lập tức 40 tòa cao ốc. Do đó, thay vì đạt mục tiêu giảm tải giao thông, nay nó lại làm dài thêm danh sách những con đường đau khổ của Hà Nội. Thậm chí, cũng nằm ở phía tây nam này, đường Nguyễn Tuân rộng chỉ có 6m, dài chừng 1 km, nhưng cũng gánh trên mình hơn 20 tòa chung cư cao tầng. Những quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch kiểu này, dù có viện dẫn lý do nào đi nữa, đó cũng chỉ là những lời ngụy biện, mà tất cả đều vì những nhóm lợi ích. Chỉ riêng việc này cũng cho thấy, những vị có trách nhiệm ở Hà Nội đã coi trời bằng vung, không đếm xỉa gì đến dư luận và cũng chẳng cần đếm xỉa đến pháp luật. Về việc điều chỉnh quy hoạch, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng từng chia sẻ với báo chí, có dư luận rằng trong việc điều chỉnh quy hoạch có vấn đề lợi ích. Trong việc điều chỉnh quy hoạch có vấn đề lợi ích, thỏa thuận chia chác, người nào điều chỉnh quy hoạch, người đó nắm lợi ích trong tay. Vấn đề dư luận đặt ra hoàn toàn có cơ sở, bởi muốn điều chỉnh, người ta phải chạy, phải mất chi phí bôi trơn. Nhưng đây là tình trạng đi đêm, nên rất khó để bắt tận tay, dai tận chán. Nhìn lại một số vụ án, dù không bắt tận tay, dai tận chán, việc ăn chia, một số vị bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh vẫn bị xử lý trách nhiệm, kể cả hình sự. Vậy, với các vị băm nát quy hoạch, tại sao chưa bị xử lý kỷ luật? Ít nhất là tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.